ngay khi phát động chiến dịch tôi thay đổi đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng mạng đặc biệt là các bạn trẻ cùng đông đảo nghệ sĩ ai cũng có thể tham gia dễ dàng bằng cách đăng tải clip vui nhộn đến những câu chuyện bức ảnh avatar về sự thay đổi của bản thân trên tiktok hoặc facebook với các hashtag như tôi thay đổi chung sống an toàn kiểm soát chặt chẽ Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả thành phần trong xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ cùng tham gia chiến dịch này thông qua những điều chỉnh tích cực của bản thân để mọi hoạt động trong xã hội được diễn ra bình thường nhằm vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh mong muốn thay đổi tích cực về lối sống, thói quen, chiến dịch còn truyền thông tới mọi người, nhất là các bạn trẻ có trách nhiệm hơn khi theo dõi sử dụng thông tin, góp phần chống tin giả. Chúng tôi mong các bạn trẻ sẽ cùng hợp lực với chúng tôi chống lại tin giả, mang lại một cái bầu không khí thông tin thật là trong lành, thật là hữu ích cho xã hội. Kiểm soát chặt chẽ, chung sống an toàn, điều chỉnh tích cực là những thông điệp mà chiến dịch tôi thay đổi muốn truyền tải. Có khi xuất phát điểm chỉ là thay đổi có thói quen vệ sinh tay, nhưng cũng là một biện pháp phòng bệnh hữu hiệu để ngày hôm nay tốt hơn hôm qua.